Hello, xin chào các bạn. Ở chỗ nhà Sang đang là có đua xe đạp ạ. Có đua xe đạp như thế này thì có rất là nhiều cảnh sát nè các bạn ơi. Đó. Họ đi trước để dọn đường nè. Mệt rồi. À, xem nha. Có xe đạp tới nè các bạn ha. Kìa. Wow, đông quá. Sang không biết là có đua xe đạp bữa nay đâu. Bữa nay Sang đi lên trên trung tâm, Sang có hẹn với các em Việt Nam ở trên đó đó. Thì vô tình nhìn thấy họ đua xe đạp ở chỗ ngay chỗ nhà mình thôi. Thì Sang quay lại cho mọi người cùng xem với Sang á mà. Dạ, mọi người thấy hết không ạ? Lần đầu tiên Sang ở đây mà Sang mới gặp được cái đua xe đạp như thế này luôn á. Chứ còn trước đó là không có bao giờ gặp được ha. Không. Vậy là họ chạy xong rồi đó ạ. Các bạn có nhìn thấy những chiếc xe đạp mà ở trên mui của những chiếc xe hơi này không? Và những cái chiếc xe mà của cầu thủ họ đua cũng vậy. Sang nghe nói là những cái chiếc đó mắc lắm. Đúng. Nghe có chiếc lên tới mười mấy ngàn euro cũng còn có nữa. Không biết có đúng vậy không vậy ta. Nhưng mà sao Sang thấy mà mắc dữ vậy. Có cả đài truyền hình, xe cứu thương, rồi xe cứu hỏa, rồi cảnh sát rồi. Wow, đông lắm. Người ta chạy vô cái đường trong đó. Ok, xong hết rồi. Hello, xin chào các bạn, mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Sang đang đứng ở đây là chỗ nhà ga quen thuộc của nhà, ở chỗ gần nhà Sang đây. Sang hôm nay Sang đi lên trên trung tâm để Sang trao có số tiền cho em Thái á. Em Việt Nam. Và đây là Sang nhận được của số tiền của một chị ở bên Mỹ. Chị đó tên là Phương Kiều. Đây ha, chị này nói là cho Sang cho em Việt Nam đó 100 euro và còn số tiền còn lại á là để cho Sang làm cho người vô gia cư á, tùy duyên. Ở đây á, thì chị gửi cho Sang là 200 đô la. Nhưng mà khi mà chuyển qua tới Bỉ thì chỉ còn được có 160,63 euro thôi. Cho nên đó là Sang sẽ gửi cho em đó là 100 euro giống như là chị nói đó. Còn 60 euro kia Sang sẽ mua đồ ăn và Sang sẽ mua đồ ăn và hơn nữa và mua đồ ăn cho người vô gia cư á. Cộng thêm là Sang gặp với gia đình vô gia cư nào thì Sang sẽ gửi số tiền của chị cho người đó ha chị ha. Bây giờ mời mọi người cùng Sang đi lên trung tâm. Sang có hẹn với em Việt Nam đó ở nhà ga Song Than quen thuộc đấy ạ. Và bây giờ Sang đang đứng xe lửa gần tới rồi á, cho nên là Sang chuẩn bị đi lên xe lửa ha. Người đồng hành cùng với Sang ấy, hôm bữa nay cũng vẫn là một người quen thuộc, con trai của Sang. Bây giờ Sang đi lên trên đó đây ạ, xe lửa đang tới kia rồi ha các bạn ha. À tu tơ lơ. Trời hôm nay ở Bỉ nắng đẹp như vậy nhưng mà lạnh lắm ạ. Sang có mang theo hai cái chăn nhỏ đây ạ.
Sang cũng mang theo là cái chăn này Sang đi, nếu mà có duyên Sang gặp lại cái gia đình mà có ba người con á, thì cái cô vợ cũng ngồi, cô ôm đứa con nhỏ xíu xíu á, ngồi ở trước cái một cái tiệm bán á các bạn. Hôm nay Sang lên họ sẽ có xin sang chăn nè, hôm nay Sang lên Sang cầm chăn lên cho họ. Cái chăn này thì lúc mà Sang mua mùa đông cũng vẫn còn đó, bây giờ còn hai cái thì Sang cầm hết lên luôn, chứ còn Sang chưa có đi chợ được để Sang mua cái chăn khác á, cho nên nó là thôi bây giờ cứ đưa tạm cái này cho họ trước thì đã, rồi chút nữa Sang lên đó Sang mua thêm đồ ăn cho họ và cho họ chút tiền nữa ha các bạn ha. Sang có nhận được số tiền của chị Sandy Trần á, là chị gửi cho Sang 201 euro, chị nhờ Sang là giúp cho hai ông cụ vô gia cư mà ngủ ở ngoài lều á các bạn. Sang sẽ ra gặp hai chú, Sang sẽ đưa sau ha. Còn chị Mỹ Phương á thì chị ở, anh lộn chị, em Sang nói lộn, chị Phương Kiều này nè, thì chị gửi tiền để giúp em Thái và một và gia đình vô gia cư, thì lần này Sang sẽ lên Sang đưa luôn cho em Thái, tại vì trong cái lúc này em ấy rất đang cần tiền ha. Còn số tiền của anh Nguyên Lai, Sang thấy tên là như thế, anh ở Hawaii á, anh có gửi là 200 euro, thì anh có nói là tùy duyên á, nhưng mà số tiền của anh Sang vẫn còn giữ lại, Sang chưa có làm tới á, sử dụng tới, khi nào Sang sử dụng tới thì Sang sẽ nói á, trên video luôn ha. Còn gia đình của chú Sơn ở Lie á, đoàn hình như là Sang nhớ không lầm là đoàn Ninh Lan ở bên Mỹ nữa, chú có gia đình cả bên Mỹ nữa, thì chú Sơn đó có gửi hai, gia đình đó có gửi 200 đó cho Sang, thì Sang đã là sử dụng hết 100 rồi, còn 100 nữa và Sang sẽ tiếp tục làm sau với số tiền đó hai chú Sơn, hay là sẽ dùng số tiền 100 còn lại của chú để Sang giúp cho em trai Việt Nam này được không ạ? Tại vì trong cái lúc này em ấy rất rất là cần tiền, chú cũng biết ở Mỹ là mọi thứ cái gì cũng mắc mỏ hết á, mà ở bên Việt Nam thì gia đình em Việt Nam đó cũng đang còn mượn tiền để gửi qua đây cho em xài, để cho em mới gặp, tại vì cái lúc khó khăn này thì họ không muốn con mình gặp chuyện đó, cho nên là Sang hy vọng là Sang có thể xin cái số tiền 100 còn lại đó của chú, của gia đình Đỗ Linh Lan đó, Sang có thể gửi cho em đó được không chú? Vậy nhé chú, Sang xin thay mặt em Việt Nam cảm ơn chú rất là nhiều ha, chú Sơn ha. Và Sang cũng cảm ơn chị Phương Kiều rất là nhiều ha chị ha. Sang cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các anh, cô chú, các anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ những người vô gia cư ở Mỹ ha. Sang đang có mặt ở chỗ nhà ga quen thuộc đây rồi ạ. Và bây giờ Sang sẽ ghé vô cái chỗ này luôn để Sang rút tiền ở đây. Rút tiền ở đây thì mình Sang đưa cho em Việt Nam đó luôn. Cũng không biết em ấy đã tới chưa ta. Em Việt Nam chưa tới ở đây thì bây giờ Sang đi rút tiền đã ha. Đây là chỗ nhà ga đây nè, Sang chưa có thấy em đó đâu. Ok, bây giờ Sang sẽ đi rút tiền đã. Sang sẽ rút 200, 100 của gia đình Đỗ Linh Lan và 100 của chị Phương Kiều ha. Em trai này tới rồi ha các bạn ha.
Ok, chào em. Khỏe. Dạ em. Đi phát là chị. Giờ đi à? À không, chưa đi. À, đi xuống dưới đây chị đưa tiền cho em ha. Xuống dưới này á? Ừ, ở chỗ nào? Chỗ nào vắng vắng người á? Dạ tùy chị thôi, chị nói ơn ở chỗ nào cũng được. Ừ. Bữa nay sao đẹp quá vậy, đi đâu vậy? Lên chị thôi chứ. Đi lên đây thôi á hả? Dạ. Ờ, đi đến chỗ này đi hả, để em ơi. Đây ha, ăn gì chưa? Ăn rồi. Chị ăn rồi. Trong này dạ. Trong này người ta đóng cửa mất tiêu. Đây đi hả? Ok, bây giờ Sang sẽ đi đến cái chỗ này. Tại vì Sang muốn cái chỗ này nó vắng vắng một chút để Sang đưa trao tiền của Mạnh Thuần Quân cho em ấy á. Chỗ này nó ít người nè. Đó. Hay hay đây đi em, đứng ở đây đi hả? Em thấy sao? Ừ. Ừ, đúng không? Đứng đây nè. Đây sao? Đứng ở đây đi hả? Ở đây Sang xin nói là Sang xin số tiền của chú gì ta, chú Sơn ở Lia. Chú Sơn đấy thì số tiền chú nói với Sang là đó là tiền của family của chú đó. Thì Sang xin ở đây xin 100 để Sang gửi cho em luôn ha. Rồi và cái tiền của chị gì ta, chị Phương Kiều, không biết có đúng không tại vì thấy không có ghi dấu. Và chị gửi cho em 100. Thì trong cái lúc này thì Sang chỉ giúp được cho em như vậy thôi á. Tại vì bây giờ thì nói chung là tiền nhà, tiền ăn này kia như vậy thì Sang chỉ xin được như thế thôi ha. Bây giờ Sang đưa tiền cho em ở đây đi hả? Ở chỗ này nó vắng người thì đỡ nguy hiểm cho em. Em chào tất cả mọi người đang xem. Dạ. Đây là số tiền em nhận được của chị Sang, có hai Mạnh Thường Quân giúp đỡ em. Dạ. 200 ạ. Em cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ và quan tâm đến em. Dạ. Không chỉ là vật chất mà từ lời cầu nguyện cũng. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Dạ, Sang cũng mong mọi người thông cảm là tại vì cái thời buổi như vậy Sang biết là rất là khó khăn á. Mà khi mà được sự giúp đỡ như vậy á thì Sang thấy Sang thay mặt người em này em Sang cảm ơn rất là nhiều, tại vì ở bên đây này là đã không có người thân rồi, rồi mọi thứ cái gì cũng phải là trả bằng tiền hết á, chứ không phải là miễn phí như ở bên Việt Nam thì có thể là chạy qua mình mượn được đúng không, còn ở bên đây thì mượn ai, nhưng mà cuộc sống rồi đã qua đến đây rồi thì không có quay đầu lại được, cho nên là Sang cũng hy vọng là em cố gắng em đi tới chứ em đừng có đi lui. Vậy ha. Có người thì nói em á là sao không về Việt Nam, nhưng mà bây giờ là đi về Việt Nam không có được, là đã đi rồi là không có quay lại, như Sang là Sang nghĩ vậy, Sang đã đi rồi Sang không có quay lại vậy đó. Thì Sang hy vọng là mọi điều tốt đó cho em sau này, hy vọng là công việc có trở lại thì em cũng có công việc em đi làm, Sang nghĩ vậy, tại bây giờ là cấm hết đó các bạn, cấm không có, cho nên là đóng cửa rất là nhiều nhiều ngành nghề này kia thì chưa có mở lại tại vì dịch đợt 3 mà. Thì mong mọi người thông cảm, nói chung là ủng hộ em ấy thì hay hơn là thay vì dùng những cái đúng không mọi người. Vậy ha các bạn ha. Rồi em muốn nói gì với mọi người không ạ? Dạ, nhân tiện đây thì em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã quan tâm và giúp đỡ em. Dạ. Có những người em chưa biết tên ấy, tại vì họ cũng giấu tên á, nhưng em lên đây thì em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Dạ. Và em này Sang thấy là tại vì Sang thấy em người Việt Nam này kia mình cũng là đồng cảnh ngộ. Ngày xưa bên Việt Nam mình sang qua đây cũng vậy, không có việc làm này kia, ai mà tạo cho mình được việc làm hoặc là có người cho tiền là mừng lắm rồi đó. Cho nên, nhưng mà trong cái lúc khó khăn này giúp được nhau thì giúp đúng không? Sang cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Sang thấy là em này không có tham lam mọi người ạ. Em ấy nói là nếu mà công việc ổn định trở lại thì em ấy sẽ cố gắng đi làm, không có phải là ỷ y vô mọi người đâu ạ.
Vâng, ok, bây giờ em Sang trao tiền cho em xong rồi. Bây giờ Sang xin nhờ em một chuyện được không? Dạ được. Là em có thể đi cùng với Sang á. Sang còn 60 euro của chị Phương Phương Kiều đó nữa, thì Sang muốn đi mua đồ ăn cho người vô gia cư á. Em có thể giúp Sang cùng đi với Sang nha. Dạ vâng, em có thể đi với chị. Sang muốn mua gà với mua bánh mì cho một cái gia đình kia mà Sang không biết là có ra ngoài đó có gặp không á. Tiện thể Sang đưa luôn cái chăn cho em bé nhỏ đó đó. Làm đây đúng không chị? Dạ. Cho nên là bây giờ thôi, bây giờ mình cứ đi ra ngoài đó để mình mua, nếu mà gia đình đó có duyên với Sang thì Sang đưa, còn không thì còn có gia đình khác. Vâng. Vậy ha. Bữa nay có người đồng hành cũng đỡ. Em ăn gì chưa nhỉ? Dạ em ăn rồi. Em mới chị mời chưa? Chị cũng ăn sáng rồi á. Ở đây người ta bán fit ngon lắm nè. Uống trà sữa hả? Dưới này hả? À, trà sữa ở dưới đây hả em? Ở được. Ở đây. Ở dưới đây có một tiệm trà sữa ngon ha. Em qua đây á, có khi nào bị bệnh chưa? Có bị Bị ốm cảm hả chị? hay gì? Có Dạ hay bị có không? Tại em vì khi chưa chị. qua là thường thường hay bị ngã nước á, người ta nói vậy đó. Dạ. Nhưng em ăn là chưa bị. Chưa Em chưa bị, bị chưa bị chưa lần bị nào. hả? Dạ. Chị á là cứ mỗi lần chị đi Việt Nam xong á, chị qua ở đây là chị bệnh một cha nặng lắm. Dạ. Sau đó rồi mới hồi lại. Vâng, chắc Hoặc là là khi mà chị về ở chị ơi từ Bỉ mà chị về Việt Nam chị cũng bệnh trước đã, rồi chị bệnh, sau đó là chị mới tỉnh lại. chắc là chỉ do tùy Không cơ thể không người ấy, quen, chứ không nghĩ cho quen. chưa thích hợp ngay. Đây, cầm giùm chị cái, cầm giùm chị cái. Để em hiểu cho. Không, để chị hỏi anh coi có ăn cái gì không á. Dạ. Anh này người Hungary, anh không có hiểu tiếng Pháp đâu. À. Anh không hiểu tiếng Pháp, bây giờ sang vô đây xong mua cái bánh mì cho anh nè. Trời ơi, xếp hàng như vậy lâu lắm. Hay là hồi quay lại mua chứ. Mua bánh mì này nào, xếp hàng nè mọi người ơi, bánh mì ở đây người ta xếp hàng như vậy nè đó. Hay là mình đi xuống dưới kia, sau đó rồi chút nữa chị quay lại chị đưa cho họ con gà đi. Ok, để nghe chị nói với họ đó. Mange du boulet, ok? Attends-moi, ok? Nói với anh không biết anh có hiểu không á, tại vì mình kêu là chờ mình đi xuống dưới đây mình mua gà, mình chút nữa mình quay lại đây mình đưa, không biết anh có hiểu không? Đây nè, cái tiệm bánh mì này ấy, xếp hàng dài như vậy sao mà tới lượt mình thì lâu. Sang mời các bạn xem tiếp phần 2 ở video tiếp theo của Sang ha. Video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.